cứ đứng ở ngõ nghèo này, lành lại mơ về chân trời bên kia thành phố. Nhưng giấc mơ còm cõi dần, đuối dần và nhẹ dần. Giờ chỉ có sự nóng ruột ở lại. Lành nóng lòng đi làm để đỡ mẹ, để nuôi chị, để có tiền, để thoát nghèo. Lành muốn đi làm hơn là đi học. Lành là con thứ ba trong gia đình có bốn chị em. Chị cả của Lành bị mù và bại não. Chị gái thứ hai cũng đã bỏ học để đi làm. Dưới Lành còn một em trai nhỏ. Người đàn ông trụ cột trong gia đình thì đã bỏ mặc cả năm mẹ con vì nghiện rượu và cờ bạc. Mọi trang trải cho cuộc sống hàng ngày phần lớn chỉ trông vào số tiền mẹ kiếm được từ việc bán vé số. Con chỉ muốn có được một gia đình được y như bao người khác thôi. Chỉ ba mẹ thương yêu nhau và luôn ở bên cạnh tụi con. Là nơi tụi con lớn không, sau này tụi con đi làm để kiếm tiền nuôi cha mẹ. Rồi từ từ xây dựng cuộc sống, nhưng nó nghĩ đó chỉ là ước mơ của con. Vì những thứ hoàn toàn ngược lại, những thứ mà con ước mơ. Lành chán cảnh ngó sang phố để mơ cuộc sống gia đình hạnh phúc, nên bỏ học và đi làm kiếm tiền. Lành chỉ nghĩ được rằng, giờ có tiền thì nhà đỡ nghèo và mẹ đỡ khổ. Ban đầu cũng có người thuê đi rửa chén bát. Nhưng sau nghe người chị quen biết giới thiệu có công việc khác lương cao hơn, Lành đồng ý và giấu mẹ đi làm. Thì lúc trước thì chị phụ quán cơm, bây giờ thì chị bán vé số. Một ngày chị bán 100 vé à, kiếm được 120. Chị không có cho đi, cháu nó trốn chị đi. Nó muốn kiếm tiền, nó phụ chị để trả nợ. Ai chị vất vả quá. Ngày bán vé số rồi không có đủ cái trả nợ. Nó nói con đi làm kiếm tiền về cho mẹ trả nợ. Trẻ em gái ở độ tuổi 13, 14 là điểm nóng của những kẻ muốn sử dụng lao động trẻ em vào mục đích xấu. Và Lành đã rơi vào bẫy đó. Em bị đưa vào một cơ sở massage trá hình. Con còn nhỏ kiếm việc làm người ta chưa nhận. Nên người ta nghĩ là làm được thì tôi cũng lên làm cho biết để kiếm tiền. Những người làm trong đó thì không được ra ngoài, còn những người thân bên ngoài thì cũng không được vào đó và không được biết địa chỉ. Tại vì ở đó là làm trái phép, con cảm thấy ghê và sợ hãi, rất là kỳ vậy. Con cảm thấy rất là khó chịu khi phải làm cái việc kỳ đó. Con sợ và rôm là rất muốn về nhà. Thì người ta bảo là phải báo trước một tuần, nếu không thì phải bị phạt 2 triệu. Mỗi ngày làm xong là phải đưa cho người ở đó là chủ ở đó là 200. Rồi lên chợ là con mượn tiền rồi mua chút đồ cá nhân nữa là hết mấy trăm. Như là con nợ như là 4 triệu mấy. Làm thì tiền không thấy nhưng mà toàn thấy nợ quá trời. Ra là như con mượn 4 triệu 7. Tiền phạt 2 triệu. Cháu gọi điện về thì nói giờ mẹ ơi cứu con. Con giờ con nợ trên đây là 2 triệu rồi. Người ta tính tiền khoáng son, tiền ăn, tiền ở ngày 200. Là 4-5 ngày đó 1 triệu rồi. Với tiền quần áo khoáng son là 1 triệu, nó 2 triệu. Rồi giờ thì chị có kêu cháu là đưa máy cho chủ, chị nói chuyện. Thì chị xin chủ là cho về. Thì chủ mới nói không, nếu mà chị bóc con bé ra là giờ hiện tại con bé tổng cộng nợ hết với bóc con bé ra luôn là 4 triệu. Thì chị nói hoàn cảnh chị không có khả năng. Chị hết cách rồi. Vậy chị mới bàn qua ba nó. Ba nó mới nhờ bên Duy hiệp sĩ á, mới can thiệp vô. Thì hôm đấy là Duy đưa chị với ba cháu á, lên công an nhà bè. Hôm đó con được chạy tới và ôm mẹ. Khóc quá trời luôn. Để như nhớ mẹ. Mẹ nói là thôi ơi, mẹ kêu con đừng có đi. Có gì thì ăn cái đó. Lỡ như con gặp chuyện này thì mẹ sống làm sao. Con rất vui khi mẹ nói câu đó. Lành lại về với gia đình, chấm dứt chuỗi ngày kinh hoàng ở cơ sở massage. Ở chục mét vuông chật hẹp, nhưng lòng mẹ rộng bao la, gia đình là điểm tựa.
Cũng giống như Lành, việc lựa chọn đi làm sớm để phụ giúp gia đình là câu chuyện của nhiều trẻ em, đặc biệt ở những vùng kinh tế khó khăn. Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2012, có tới 32,4% lao động trẻ em phải làm việc bình quân trên 42 giờ một tuần. 75% có nguy cơ làm trong những nhóm nghề bị cấm sử dụng lao động chưa thành niên hoặc điều kiện lao động có hại theo quy định. Giá trị đóng góp của lao động trẻ em không cao, nhưng hậu quả do thực trạng này lại kéo dài. Và đó chính là vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu. Trong một cuộc hội thảo về phòng ngừa lao động trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thẳng thắn nhìn nhận lao động trẻ em là một thách thức với Việt Nam. Theo điều tra quốc gia về lao động trẻ em năm 2018, thì Việt Nam hiện có khoảng hơn 1 triệu lao động trẻ em. Trong số đó thì có hơn 500.000 em, tức là chiếm khoảng 50% là các em tham gia làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trẻ em càng tham gia lao động nhiều thì cái điều kiện để các em tiếp cận với giáo dục sẽ càng giảm xuống. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh bỏ học trong vùng ở cấp tiểu học là 0,45%, trung học cơ sở là 3,26% và trung học phổ thông là 3,94%. Khi rời bỏ mái trường, các em tới thành phố lớn để tìm việc và nguy cơ tiềm ẩn càng cao trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội, rơi vào vòng xoáy của lừa đảo, bị bóc lột và cưỡng bức lao động. Khoảng 15% lao động trẻ em tới các thành phố lớn làm việc. Trăm lao động trẻ em tập trung ở vùng nông thôn, nơi có nhiều làng nghề, khu vực đánh bắt cá, khai thác đá, ăn xin, bốc vác. Với công việc trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ hoặc công nghiệp xây dựng. Làng Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội nổi tiếng với nghề thêu tay. Nghề truyền thống của làng được lưu giữ từ thế kỷ 17 đến nay. Nhiều gia đình có đến 7 thế hệ làm nghề thêu. Mình học nghề này từ 5-7 tuổi, cũng học của các anh chị. Ở làng mình là có nghề, mọi người cũng làm nhiều thì mình cũng học để biết làm. Và cũng giống như bố mẹ mình, nhiều trẻ tại làng Quất Động được truyền nghề thêu từ rất sớm, khi các em chỉ trên dưới 10 tuổi. Ở đây thì chúng tôi đa số là lối nghiệp lại của các đời trước, từ bố mẹ truyền lại cho vẫn của như các anh chị. Thì cũng mình cũng lớn lên và cũng thừa hưởng lại cái nghề thêu, thì bây giờ cũng truyền lại cho các con cái để tối tiếp các đời sau, để không mất cái làng nghề truyền thống. Nhà mình có hai bé trai, thì bé lớn đã 14 tuổi thì mình đã dạy được 2 năm nay. Và bé cũng biết thôi các cái phụ, những lúc nhiều hàng cháu có thể đi học về, có thể phụ mẹ sớm tối. Lúc nào mà mình cần thì cháu phụ được. Cháu học cái này được 1 năm rồi. Cái mẹ cháu dạy. Mẹ cháu bận quên cả ăn, mẹ cháu bảo là hàng vội ra giúp mẹ thì cháu sẽ sắp xếp thời gian để cháu giúp đỡ mẹ cháu. Nó không lâu nhưng mà khó ạ, mỏi lưng ạ, cháu chỉ thêu được tầm 2 tiếng ạ. Con thêu mấy cái phụ như là lướt cành với cả sa nhị, con học được 1-2 năm. Vì sao học thì con giúp bố mẹ rồi, nhiều bố mẹ con làm tận đêm, con gặp hàng tầm lúc buổi tối rồi, 1-2 tiếng ạ, cũng không mệt lắm. Lúc đầu thì đau lưng nhưng mà quen rồi thì cũng bình thường. Làng nghề thì đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam. Nó tạo ra cái công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, cũng như là giúp mà bảo tồn được những cái giá trị văn hóa độc đáo của Việt Nam. Thì đấy là cái điểm thuận lợi của làng nghề, là các em có thể có được cái điểm học nghề ngay rất là thuận lợi ngay tại địa phương. Nhưng có một cái đặc điểm khác của làng nghề là khi các em muốn được truyền nghề, muốn được trở thành nghệ nhân trong tương lai, thì các em lại phải học nghề và thực hiện làm nghề ngay từ khi còn rất trẻ, rất nhỏ. Thế nếu mà không có một cái sự giám sát chặt chẽ thì có thể sẽ có một cái sự lập lờ giữa dạy nghề cho các em và sử dụng lao động trẻ em, bóc lột trẻ em. Trẻ em tham gia lao động để phụ giúp gia đình, để học nghề. Hay trẻ bị cưỡng bức lao động, vượt quá điều kiện sức khỏe về thể chất và tinh thần. Ranh giới này được làm rõ bởi những quy định luật pháp.
luật pháp Việt Nam quy định rõ, lao động trẻ em được hiểu là trẻ em và người chưa thành niên làm các công việc trái quy định pháp luật về lao động. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Cấm sử dụng trẻ em dưới 13 tuổi tham gia lao động kiếm sống. Cấm sử dụng trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi tham gia lao động kiếm sống, kể cả công việc được phép mà vượt quá 4 giờ một ngày và trên 20 giờ một tuần. Cấm sử dụng trẻ em từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi lao động kiếm sống, kể cả công việc được phép mà vượt quá 8 giờ một ngày và trên 40 giờ một tuần. Cấm sử dụng trẻ em làm bất kể công việc gì từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Pháp luật Việt Nam cũng cấm trẻ em làm các công việc nặng nhọc nguy hiểm như sản xuất kinh doanh rượu bia, các chất tác động đến tinh thần và gây nghiện, mang vác vật nặng vượt quá thể trạng, sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển chất nổ, hóa chất ý ga, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc, phá rỡ các công trình xây dựng. Các em không được làm việc ở các địa điểm như dưới nước, trong hang động, trong lòng đất, dưới đường hầm, sòng bạc, bar, karaoke. Pháp luật cũng quy định rất rõ các hình phạt cho việc sử dụng lao động trẻ em. Phạt tiền lên tới 200 triệu đồng và có thể bị ngồi tù đến 3 năm. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc năm 1990. Việt Nam cũng là một trong những nước phê chuẩn các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế số 182 năm 1999 về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Việt Nam đã và đang cam kết thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề lao động trẻ em thông qua việc xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách và hỗ trợ thể chế để thực hiện. Tuy nhiên, trước những hệ quả từ biến đổi khí hậu hay đại dịch COVID-19 vừa qua, lao động trẻ em có thể gia tăng trở lại. Nghiên cứu tại một số quốc gia cho thấy, khi nghèo đói tăng 1%, thì lao động trẻ em sẽ tăng theo ít nhất 0,7%. Đây là cảnh báo toàn cầu mà Việt Nam không phải ngoại lệ. Cái cuộc khủng hoảng COVID thì có ảnh hưởng vô cùng nặng nề đối với nền kinh tế và khiến nghèo đói gia tăng. Từ đó là cũng sẽ dẫn đến cái sự gia tăng trở lại của lao động trẻ em. Sự thu hẹp kinh tế thì làm giảm cái cơ hội việc làm của cha mẹ, thì dẫn tới là con em của họ có thể phải đi lao động để kiếm thêm thu nhập cho gia đình để bù đắp cho những cái thiếu hụt về kinh tế của gia đình. Vì vậy, thậm chí là các em có thể phải làm trong những cái công việc mà nguy hiểm và có thể bị bóc lột, phải lao động nhiều giờ hơn hoặc trong những cái điều kiện là tồi tệ hơn. Tháng 4 năm nay, ILO đưa ra ước tính từ 4,6 đến 10,3 triệu người lao động Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Con số này đặt ra những thách thức mới trong vấn đề giảm thiểu lao động trẻ em. Em bỏ học từ năm lớp 7 vì không muốn thấy ba mẹ cực nên em phải nghỉ để phụ giúp ba mẹ. Em đã từng đi làm những việc móc sen, đi gánh dưa leo, một gánh khoảng 30-40 kg. Khi dịch COVID xảy ra thì ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của gia đình em. Mẹ em thì mất hoàn toàn nguồn thu nhập, ba em thì giảm nguồn thu nhập 1-200 ngàn trên một ngày. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó khăn lại càng thêm chồng chất bởi dịch COVID-19. Hòa được lựa chọn tham gia một chương trình đào tạo nghề. Chương trình này do Tổ chức Lao động Thế giới ILO phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Khi được tiếp cận với nghề cơ khí, em rất thích thú và học rất nhanh. Chỉ sau vài tháng học nghề, cậu bé 13 tuổi đã ấp ủ một giấc mơ của riêng mình. Mơ trong tương lai của em là em sẽ mở được một cái tiệm nhỏ nhỏ, có thể tự tạo ra nguồn thu nhập cho mình và có thể nuôi ba mẹ gia đình. Một học viên khác trong chương trình đào tạo nghề là Linh. Nhà Linh ở tỉnh An Giang, bố mất sớm, gánh nặng cơm áo đè lên vai mẹ. Linh đã từng đi lên Long Xuyên để làm thợ máy. Công việc vất vả, em phải làm việc 10 tiếng mỗi ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khối lượng công việc ấy là quá sức với một cậu bé 15 tuổi. Em ước mơ là sau này được mở cái tiệm, chắc nhà rồi lại, rồi nuôi cho mấy em đồ học hành tài đạt hết. Chương trình đào tạo nghề mà Hòa và Linh tham gia nằm trong dự án hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quốc gia, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, ENHANCE.
Tham gia chương trình này, các em được định hướng và tạo điều kiện để học tập các ngành nghề phù hợp. Khi mà mình đã xác nhận là các em đúng tiêu chí của dự án Enhance thì mình sẽ nhận các em vào trong dự án. Và khi mà các em đã vào trong dự án rồi thì mình mới bắt đầu tham vấn cho các em về nghề nghiệp, những cái nghề nào để các em có thể xác định là các em đúng sở thích, đúng năng lực của các em cũng như là đúng hoàn cảnh gia đình của các em. Thì sau khi mà mình tham vấn cho các em xong như thế thì mình mới gửi các em đến cái nơi mà các em muốn học. Linh được hỗ trợ 100% tiền học phí và các chi phí học tập tại trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ An Giang cơ sở 2. Chỉ sau 5 đến 6 tháng, em đã được dự án giới thiệu việc làm để có thể vừa học vừa làm, có thêm thu nhập phụ giúp mẹ. Thì mình cũng mừng cho con mình có cái nghề. Nó có nói nếu mà con học nghề này được, con lo cho mẹ. Nơi mẹ đang nằm 2 năm nữa đi, con lo. Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ An Giang cơ sở 2 chỉ là một trong 8 trường nghề trên toàn tỉnh hỗ trợ trẻ em học nghề, phòng ngừa lao động sớm. Hiện có 24 em được hưởng chế độ giống Linh, nhưng ngành nghề do các em lựa chọn theo nguyện vọng. Sau 2 năm học, 100% các em có việc làm ngay, lương khởi điểm trung bình từ 5 đến 6 triệu. Với ngành điện máy của Linh, em có thể học lên đại học tiếp trong 2 năm để trở thành kỹ sư. Về hoạt động hỗ trợ nghề cho trẻ em từ 14 đến 17 tuổi thì đây là một cái giải pháp rất là quan trọng để giải quyết cái tình trạng lao động trẻ em. Các em mà được đào tạo nghề kỹ và được trang bị những kỹ năng nghề phù hợp thì sẽ có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn và giúp các em không phải quay lại cái tình trạng lao động trẻ em. Các cái hoạt động hỗ trợ dạy nghề của dự án thì cũng rất là đa dạng, từ ngắn hạn đến dài hạn và phù hợp với nhu cầu, năng lực học tập, sở thích cũng như là sở trường của trẻ. Những tháng qua, tình hình dịch COVID-19 khiến việc học nghề tập trung phải tạm dừng lại. Nhưng với các ngành nghề có thể tự thực hành thì các em có thể chủ động. Và khi tình hình dịch bệnh được Việt Nam khống chế thành công, các em vẫn có cơ hội tìm được công việc phù hợp và ổn định. Học nghề là để có một cái nghề để tương lai được tốt đẹp hơn. Em muốn làm được một người đầu bếp giỏi để có một cái thu nhập khá ổn để giúp được gia đình để thoát ra cái khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Em nghỉ học vào năm lớp 9 vì điều kiện gia đình khó khăn nên em phải nghỉ học. Và trong thời gian nghỉ học cho đến bây giờ em được alo hỗ trợ đi học nghề làm tóc và làm móng. Cho cái quá trình học nghề là em thích nhất là về làm tóc. Em cảm thấy là mình có năng khiếu, khéo tay trong công việc đó. Từ khi đại dịch xảy ra thì giãn cách xã hội thì làm cho công việc của bố mẹ em giảm hơn 50% thu nhập. Em mong là lớn lên em có thể là học xong nghề em có thể là mở một cái tiệm riêng cho mình để có thể làm đẹp cho mọi người, để có thể giúp đỡ cho gia đình, lo được cho tương lai. Không chỉ hỗ trợ học nghề cho các em, mô hình sinh kế cũng được triển khai tại các địa phương có tỷ lệ trẻ em tham gia lao động cao để ngăn ngừa việc gián tiếp thúc đẩy trẻ em đi làm sớm. Mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp chợ mới là một ví dụ. Hôm nay, hợp tác xã cho ra đời sản phẩm nước xoài ép, có đóng nhãn, bao bì và đăng ký thương hiệu sản phẩm, chuẩn bị cho quá trình sản xuất ra thị trường. Máy móc được dự án Enhance hỗ trợ, tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Hợp tác xã sẽ kết nối với các hộ gia đình có trẻ có nguy cơ lao động sớm để thu mua nguyên liệu nông sản. Mục tiêu đặt ra là 1 tấn rưỡi một tháng. Nếu thành công, sản phẩm này sẽ tạo thu nhập ổn định, cải thiện thêm đời sống cho bà con trong xã, nhất là vào thời điểm nông sản rớt giá. Giá trị nào thì cái lao động trẻ em hoặc là gia đình làm trẻ em tham gia vào nhiều nhất để mình tác động giúp cho các cái hộ này có thể nâng cao được năng suất, sao họ có được cái kỹ thuật tốt hơn. Về cái thu nhập cho thành viên của hợp tác xã tôi đó thì so với cái địa phương thì những người lao động thì chỉ đi lao động là mùa vụ thôi, thu nhập tháng khoảng chừng 1 triệu ngoài 2 triệu. Nhưng mà khi vô làm ở trong cái cơ sở nếp sòi tôi thì từ 4 triệu rưỡi tới 5 triệu trở lên. Thì những cái hộ mà có cái trẻ em có khả năng lao động sớm thì được thu nhập lên đôi vô thì trẻ em khỏi phải đi lao động sớm mà được là cấp là mang sách đi đến trường học như bao nhiêu trẻ khác. Nghèo đói là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng lao động trẻ em. Bởi vậy, việc tăng cường hỗ trợ sinh kế cho các gia đình dễ bị tổn thương hay định hướng nghề nghiệp để trẻ tham gia lao động một cách phù hợp và an toàn chính là chìa khóa để giảm thiểu và xóa bỏ lao động trẻ em. Qua khảo sát,
Lao động Trẻ Em Quốc gia năm 2012 đến Khảo sát Quốc gia năm 2018, thì tỷ lệ lao động trẻ em của Việt Nam đã giảm từ 9,6% xuống còn gần 5,4%, tức là đã giảm gần 4% và thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như là tỷ lệ chung trên quy mô toàn cầu. Đại dịch COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ làm gia tăng trở lại lao động trẻ em. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng với nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc ngăn chặn dịch bệnh, cũng như là triển khai các gói hỗ trợ cho người lao động có nguy cơ bị mất việc làm, cho các doanh nghiệp có nguy cơ bị phá sản, và đặc biệt cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo, thì Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia mà đại dịch COVID-19 sẽ ít tác động nhất đến những nỗ lực giảm thiểu lao động trẻ em. Bên cạnh đó, các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, xóa bỏ lao động trẻ em cũng được đẩy mạnh. Không còn là những bài tuyên truyền khô cứng, các thông điệp được truyền tải một cách hấp dẫn và lôi cuốn hơn thông qua Scream. Đây là chương trình hỗ trợ quyền trẻ em thông qua giáo dục, nghệ thuật và phương tiện truyền thông. Cần phải có cái sự nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cho toàn bộ cộng đồng, không chỉ cha mẹ mà thầy cô, rồi người sử dụng lao động và bản thân chính các em cần được nâng cao cái nhận thức. Mọi người có thể phân biệt được như thế nào là đào tạo phù hợp cho trẻ em mà không ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, thể chất và tinh thần của các em với cái việc là sử dụng lao động trẻ em. Chương trình Scream này nó không dùng những cái phương pháp tuyên truyền nhàm chán, nó dùng những cái hình thức sân khấu hóa, ví dụ như là diễn kịch hay là vẽ tranh, thuyết trình, trả lời câu hỏi. Thì những cái phương pháp này nó sẽ giúp cho các bạn học sinh và các bậc phụ huynh cảm thấy vui vẻ hơn và dễ hiểu hơn khi chúng ta nói về những kiến thức lao động trẻ em. Thay đổi nhận thức dẫn tới thay đổi hành động. Những phụ huynh tại làng thêu Quất Động giờ đây đã có cách truyền nghề phù hợp hơn với con em, lắng nghe mong muốn của các em chứ không còn áp đặt dập khuôn. Khuyến khích các cháu học theo sở thích, cũng chỉ dạy các cháu vào trong các thời gian nào mà cảm thấy các cháu có thời gian rảnh. Cái này thì chắc chắn là cũng sẽ xếp sau việc học và việc chơi các hoạt động kỹ năng sống của các cháu. Thì không bắt các cháu làm cả ngày một vài tiếng, thì ngoài ra thì các cháu vẫn đi chơi, vẫn đi có thể thời gian học hành được. Còn các cháu vừa biết nghề mà vừa là giúp được gia đình. Tất cả những cái việc như là giúp bố mẹ trong gia đình hay là học nghề trong phạm vi mà pháp luật quy định thì rất là tốt, giúp cho trẻ em xây dựng những kỹ năng và để cho các em có đủ những cái kỹ năng cần thiết để sau này trở thành một cái con người có ích và có thể tự lập và tự nuôi sống bản thân mình, cũng như là tự chịu trách nhiệm được đối cho gia đình của mình. Được giao những công việc phù hợp với sức khỏe và lứa tuổi sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển của trẻ, tạo cho trẻ những kỹ năng để sẵn sàng cho tương lai. Cũng chính vì vậy, InHand phối hợp với Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu giáo dục khởi nghiệp KAB hiểu về kinh doanh dành cho giáo viên và học sinh cấp 2 và cấp 3. Cái hoạt động là khởi nghiệp này, mục đích chính của người ta là gì nè? Thứ nhất là cho lứa tuổi của mấy em là từ lớp 8 đến lớp 9 biết về thế nào là lao động trẻ em. Thông qua các tình huống, trò chơi, học sinh được làm quen với các kiến thức về kinh doanh. KAB cũng đã được đăng tải trực tuyến trên các hệ thống giáo dục toàn quốc để các giáo viên có thể tiếp cận và sử dụng. Tài liệu in màu rõ đẹp về mặt trực quan, học sinh cũng như là thầy cô giáo khi thực hiện tiếp cận rất là dễ dàng tiếp cận, và nội dung thể hiện trong tài liệu rất là rõ ràng, có những cái dẫn chứng, những cái minh họa, những hình ảnh cụ thể. Thì trên cơ sở đó thì giáo viên của trường cũng như là các thầy cô ở các khối khác cũng có thể là dựa trên tài liệu này để triển khai hướng dẫn khởi nghiệp. Chương trình này rất là hấp dẫn,
vui bổ ích cho học sinh. Qua chương trình này em đã biết được những kiến thức về giảm thiểu lao động trẻ em và hướng nghiệp trong tương lai. Từ đó em có thể lựa chọn và biết được những công việc nào phù hợp với lứa tuổi, sức lực và năng lực của bản thân và có thể chọn được cho mình nghề nghiệp phù hợp trong tương lai ạ. Hỗ trợ sinh kế để cải thiện điều kiện kinh tế gia đình. Cung cấp thông tin để phân biệt rõ đâu là vi phạm pháp luật về lao động trẻ em. Đào tạo dạy nghề để các em không bị rơi vào cạm bẫy tìm việc. Và rất nhiều biện pháp mà Việt Nam vẫn đang thực hiện. Tất cả để bảo vệ trẻ em.